đến từ thương hiệu Golden Fine. Thì hiện tại là mẫu này cũng đang có sẵn ở cửa hàng bên em luôn nha. Hệ thống bên em 2 chi nhánh Sài Gòn, Hà Nội có thể là hỗ trợ các anh ship toàn quốc luôn. Và các anh nhớ là đăng ký like kênh YouTube của em nha, để có thể là xem thêm được nhiều cái phụ kiện xì gà độc lạ đẹp đến từ những thương hiệu chính hãng mà em sẽ quay ha. Thì khi mà mình mở ra thì cái bao da ống đựng nó được nằm trong một cái túi nhung rất là sang trọng ha. Cái này mình mua về mình sử dụng, hoặc là các anh có sở thích sưu tầm đó, mình mua về mình sưu tầm, hoặc là mình làm quà biếu tặng rất là phù hợp luôn các anh ha. Biếu tặng cho những cái mối quan hệ quan trọng của mình, hoặc các bạn nữ có thể là mua quà để cho tặng cho chồng, cho người yêu ha, hoặc là cho sếp nam cũng rất là ý nghĩa luôn. Này là được làm từ da cao cấp nè, cái sờ da bên ngoài nó rất là mát luôn, nó rất là mát luôn ha. Thiết kế hoa văn nổi nè các anh ha. Mình càng xài thì cái da này nó sẽ càng mềm và càng bóng, không có sợ là bong tróc hay là trầy á luôn á. Đặc biệt là nó thiết kế những cái hoa văn sọc nổi như thế này là các anh, nó để hạn chế cái việc mà dây cái mồ hôi tay của mình vào cái bao da, cho nên là mình cầm cái bao da lúc nào nó cũng sạch và khô ráo, rất là thoải mái cái tay của mình luôn nha. Đẹp tới đường kim mũi chỉ luôn. Mở ra ha. Đó, bên trong có logo của hãng ha, màu vàng tươi rất là đẹp luôn. Đựng được ba điếu nha các anh ha. Thì cái này là resize nha, có nghĩa là size 58 trở xuống mà mình có thể đựng được rồi. Đó. Đặc biệt là khi mà cái phần này được làm từ gỗ tiết tùng là các anh, khi mà mở cái bao da này ra nha, nó rất là thơm luôn, nó thơm với mùi gỗ tiết tùng. Mà cái mùi gỗ tiết tùng thì nó cũng giống như cái mùi xì gà vậy, rất là thơm. Cái gỗ tiết tùng của các anh nó có thể là giúp mình là chống lại được cái mối mọt sâu ở trong cái lá xì gà, đặc biệt là cái độ ẩm. Khi mà mình giữ xì gà trong cái gỗ tiết tùng là nó không có vượt quá 70%, nó giữ cho mình cái độ ẩm, hay gọi là khi mà mình sử dụng xì gà mà mình được bảo quản trong cái độ ẩm đó thì cái điếu xì gà hút rất là ngon ha, nó không có bị bí tắc cũng như không có bị quá khô ha. Thì so với khí hậu Việt Nam thì mình bảo quản trong cái gỗ tiết tùng này rất là ok, rất là tuyệt luôn đó anh, cực kỳ phù hợp luôn. Rất là thơm luôn, đặc biệt là cái độ hít nha, anh nghe không? Rất là chắc chắn ha, nên là khi mà mình mua cái bao da này mình sử dụng, mình có cầm đi ra ngoài các anh, mình cũng không có sợ mà gọi là để những cái không khí cũng như là nước ở bên nó dây vào bên trong á, rất là yên tâm. Đối với các anh mà sử dụng xì gà thì em nghĩ mình nên có một cái bao da như thế này, bao da ống đựng như thế này, cái rất là tiện cho việc mình sử dụng xì gà các anh. Mình có thể là bảo quản những cái điếu xì gà lẻ, mình có thể là đem đi ra ngoài mình tiếp khách, mình đi du lịch mình sử dụng. Thì nó rất là tiện, nó rất là tiện lợi và rất là vệ sinh, và đặc biệt nó bảo quản xì gà tốt nhất cho mình để mình có thể là hưởng thức được trọn vẹn cái hương vị của cái điếu xì gà ha. Rồi thì nếu mà các anh yêu thích cái bao da này thì có thể là gọi điện trực tiếp hay số điện thoại bên dưới video giúp em nhé, hoặc là các bạn Zalo để nhân viên bên em hỗ trợ tư vấn. Thì link sản phẩm thì em có để ở phần bình luận cũng như mô tả video nhé. Thì các anh xem xong mới nhớ like và bình luận giúp em nhé. Thì em cảm ơn các anh đã xem.